Hàn Quốc bây giờ là con rồng châu Á. Nhưng Hàn Quốc những năm 1950 được ví như là một tên khố rách áo ôm. Để được lột xác như bây giờ, họ đã phải trải qua một quá trình phát triển vượt bậc. Người ta thường biết đến Hàn Quốc làm giàu được nhờ các chaebol như đế chế Samsung, LG. Nhưng còn có một yếu tố đóng góp lớn giúp Hàn Quốc đi lên nhanh chóng mà không phải ai cũng biết. Đó là chính sách xây dựng nên công nghiệp giải trí và xuất khẩu văn hóa, biến nó trở thành con đường làm giàu nhanh gọn và hiệu quả. Một Hàn Quốc nghèo nàn. Sự kiện phát xít Nhật đầu hàng đồng minh vô điều kiện vào năm 1945 như một cơn mưa kéo đến giữa sa mạc mà bất kỳ kẻ độc hành thông minh nào cũng nhanh chóng với lấy. Bán đảo Triều Tiên dựa vào thiên thời ấy mà giành độc lập, thành lập hai quốc gia là Đại Hàn Dân Quốc và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Từ năm 1948, sau khi lập nước, Hàn Quốc chơi vơi trong vô vàn khó khăn. Cuộc chiến tranh giữa hai quốc gia đã từng là một, sự đổ nát của cơ sở hạ tầng, nợ xấu tràn ngập, tỷ lệ tiết kiệm dòng của Hàn Quốc so với GDP gần bằng không, tham nhũng tràn lan và hệ thống tỷ giá hối đoái hỗn loạn. Vào năm 1961, GDP bình quân đầu người ở Hàn Quốc dưới 100 đô la, thành công ghi danh vào những quốc gia nghèo nhất thế giới. Hàn Quốc nhìn như chỉ thoi thóp nhờ viện trợ từ Mỹ mà không có cách nào vực dậy được. Họ không thể phát triển nông nghiệp chủ đạo vì tài nguyên thiên nhiên đều nằm hết ở bán đảo Triều Tiên. Chỉ 30% diện tích đất quốc gia này có thể canh tác được. Họ cũng không có cơ sở công nghiệp lớn để phát triển công nghiệp. Hiệp ước phòng thủ chung Hàn Quốc-Mỹ ký năm 1953 khiến cho Hàn Quốc không được phát triển kỹ thuật quân sự quy mô lớn. Như vậy thì dù xét về kinh tế hay quốc phòng, nước này đều đang đứng ở vạch đỏ báo động. Giới cầm quyền quốc gia này đã nhận ra rằng họ đang bị bỏ lại phía sau và cần làm mọi cách để chạy theo sự phát triển của thế giới. Một trong số những nước đi sáng lạn nhất của quốc gia này tính được lúc ấy là xuất khẩu. Hàn Quốc đã tìm đến mọi mặt hàng tiềm năng cho công cuộc kiếm tiền của mình, cụ thể như là tóc giả, quần áo, gỗ rán, chất bán dẫn. Nghiêm túc mà nói, họ đã khá thành công trên con đường mà mình chọn, bởi những hướng đi này thực tế có thể cải thiện tình hình kinh tế của quốc gia này. Tuy vậy, khủng hoảng kinh tế châu Á khiến cho Hàn Quốc không thể xuất khẩu hàng hóa. Cùng lúc đó ôm khoản nợ nước ngoài lớn và liên tục xin viện trợ từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF đã đặt quốc gia này vào tình hình tiến thoái lưỡng nan. Bối cảnh xã hội từ ngày lập quốc gặp nhiều trắc trở khiến cho Hàn Quốc bắt buộc phải tìm ra một hướng đi mới ngoài xuất khẩu hàng hóa để đem về nguồn thu nhập cho đất nước và củng cố vị thế. Từ đó, một chiến thuật làm giàu thông minh nhưng điên rồ ra đời đã khiến cả thế giới phải bàn tán. Những mầm mống đầu tiên về một kế hoạch điên rồ. Khi mọi nước đi đều gặp khó khăn, Hàn Quốc phải tự xây một con đường mới cho mình. Và chẳng ai nghĩ một quốc gia đến cả việc trả nợ còn chưa xong lại sẵn sàng dồn nguồn lực lớn cho phát triển ngành giải trí. Cho đến bây giờ, khi nhìn lại đế chế công nghiệp giải trí Hàn Quốc, có thể thấy đó là một hướng đi thông minh và đúng đắn. Nhưng sự thật là ngày ấy việc chính phủ Hàn Quốc lựa chọn đầu tư và phát triển cho ngành giải trí gây ra rất nhiều tranh cãi vì nguồn lực nước này có giới hạn. Đem đầu tư cho một lĩnh vực mà bản thân nước đó còn không phát triển và không có kinh nghiệm thì đúng là một ván cờ liều lĩnh. Hơn nữa, chỉ riêng ở châu Á, nền âm nhạc và truyền hình của Nhật Bản đã bỏ xa Hàn Quốc một chặng đường dài. Vậy nên, việc đánh chiếm thị trường châu Á đã khó, chinh phục thị trường Âu Mỹ còn khó hơn. Tuy nhiên, không phải không có cơ sở cho quyết định này của chính phủ Hàn. Quay lại những năm 1950, những năm tháng âm nhạc Âu Mỹ, pop R&B nổi đình đám trên toàn thế giới, ảnh hưởng sâu rộng đến giới trẻ Hàn Quốc. Rất nhiều ca sĩ, ban nhạc Hàn Quốc khởi nghiệp bằng cách đi diễn tại các quán bar và hộp đêm cho lính Mỹ đang ở lại Hàn Quốc. Trong đó nổi lên một nhóm nhạc rất được lòng lính Mỹ là The Kim Sister. Nhóm nhạc này nổi tiếng đến mức đã được biểu diễn tại rất nhiều khách sạn nổi tiếng ở Los Angeles, cùng biểu diễn với nghệ sĩ hàng đầu thời ấy, Dean Martin. Được xuất hiện trên bảng xếp hạng đĩa đơn Billboard và trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên thành công về mặt thương mại tại quốc gia khó tính này. Sự thành công của Kim Sister chứng minh cho những nhà nghiên cứu và phát triển của Hàn Quốc thấy những cô gái xinh đẹp mặc hanbok hát những bài hát hợp thời hoàn toàn có thể lấy lòng được bất kỳ ai trên thế giới.
và họ bắt đầu công cuộc xây dựng đế chế của riêng mình, xuất khẩu nền công nghiệp giải trí ra thế giới. Lựa chọn. Bắt đầu từ ý tưởng của Bộ Văn hóa và dần dần chính bộ máy đứng đầu của quốc gia này đã lựa chọn đầu tư vào giải trí như một hướng đi mới để phát triển đất nước. Họ bắt đầu kế hoạch xây dựng và phát triển nền công nghiệp giải trí, khởi đầu từ các chính sách và hỗ trợ công ty giải trí tư nhân nhỏ lẻ. Sau một thời gian hoạch định và nghiên cứu, họ xây dựng khái niệm Hallyu, chỉ làn sóng văn hóa Hàn Quốc, bao gồm một hệ sinh thái như là K-pop, phim ảnh, ẩm thực, tiếng Hàn, v.v. Nhìn chung, Hallyu đem đến những nhận thức cụ thể về văn hóa Hàn Quốc theo định hướng nhất định. Với ước mơ đưa Hallyu đưa khắp ra châu Âu, đem lại cả nguồn thu và quyền lực cho quốc gia, họ lên kế hoạch 5 năm, 10 năm để hiện thực hóa giấc mơ ấy. Một quốc gia còn nghèo, còn ôm một món nợ lớn lại dám dồn nguồn lực lớn vào ngành giải trí. Ngay cả những đảng phái đối lập trong nước, các nhà kinh tế học trong nước và quốc tế đều ném đá. Đây là một chính sách ngu dốt và nguy hiểm. Nhưng bên cạnh đó, cũng có lý do chính đáng để chính phủ Hàn đánh cược vào hướng đi này. Thứ nhất, hướng đi khác của Hàn Quốc đều gặp trắc trở, nhất là trong giai đoạn hậu khủng hoảng kinh tế. Thứ hai, nền công nghiệp giải trí không cần nhiều thiết bị hiện đại hay cơ sở vật chất. Cái cần nhất là sáng tạo, nhân lực và nắm bắt thời cơ. Vậy nên nó phù hợp với bối cảnh nợ nần của Hàn Quốc lúc bấy giờ. Người ta cũng nhận định nhu cầu giải trí của con người luôn cao ở cả trong nước lẫn quốc tế. Và âm nhạc hay truyền hình đều là thứ len lỏi, dễ dàng vào cuộc sống. Vậy nên, nó dễ đi sâu vào đời sống và dễ để khai thác, phát triển hơn bất cứ lĩnh vực nào. Cuối cùng, có lẽ chính phủ Hàn Quốc cũng đã nhen nhóm ý định sử dụng văn hóa làm bước đệm củng cố quyền lực mềm, dùng sức hút của mình để đạt được lợi ích, cũng như sử dụng làm công cụ ngoại giao và xây dựng hình ảnh quốc gia. Ngay sau khủng hoảng kinh tế châu Á, cả khi quốc gia còn chưa phục hồi kinh tế, chính phủ Hàn lập một quỹ đầu tư cho văn hóa, bao gồm chính phủ, ngân hàng, công ty tư nhân, nhằm thực hiện chính sách khuyến khích các công ty giải trí và hãng thu âm hoạt động thông qua trợ cấp và tài trợ cho các công ty khởi nghiệp. Ngoài ra, chính phủ còn nhiều ưu đãi và hỗ trợ trong quá trình thực hiện hoạt động quảng bá. Chính phủ cũng sử dụng công quỹ để đầu tư cho sản xuất âm nhạc và hình ảnh. Số ngân sách công được rót cho nền công nghiệp giải trí ngày càng lớn, đến mức Hàn Quốc đã đầu tư 1 tỷ đô trong lĩnh vực này. Ngoài việc rót vốn đầu tư cho ngành công nghiệp giải trí, Hàn Quốc cũng có riêng nhóm nghiên cứu phát triển công nghiệp văn hóa từ những thập niên 50-60 là tiền thân của Cục Nghiên cứu Phát triển Công nghiệp Văn hóa, được thành lập vào năm 2013 và còn tiếp tục hoạt động mạnh mẽ đến hiện tại. Nhìn vào quá trình phát triển của Hallyu, dễ dàng thấy Hàn Quốc luôn cập nhật những xu hướng mới và phát triển theo thị hiếu người xem. Họ tập trung hướng đến khán giả Hàn, Nhật đầu tiên, mở ra Đông Nam Á và toàn châu Á, sau đó phát triển ra Mỹ và toàn thế giới. Quốc gia này luôn luôn cố gắng sử dụng âm nhạc, hình ảnh, chương trình tạp kỹ làm công cụ quảng bá văn hóa, tiếng nói chính trị, quảng bá ẩm thực công nghệ. Một trong những phát súng mở đầu cho thành công vang dội là bộ phim truyền hình dài tập Bản tình ca mùa đông, mở đầu cho hình ảnh các oppa Hàn lý tưởng. Running Man quảng bá nền văn hóa và ẩm thực. Hàn Quốc cũng tăng cường để idol và diễn viên trong phim trên đài sử dụng sản phẩm công nghệ của Hàn nhằm quảng bá đồ nội địa. Phải nói là Hàn Quốc đã cố gắng xây dựng một hệ sinh thái Hallyu đồ sộ và đầy đủ, sẵn sàng cho công cuộc xuất khẩu văn hóa của họ. Quá trình phát triển của Hallyu. K-pop chắc chắn là yếu tố cơ bản và nổi bật nhất Hallyu với chiến lược thông minh và bộ máy vận hành có liên kết chặt chẽ. Ở thời sơ khai, K-pop được lấy cảm hứng từ âm nhạc Âu Mỹ. Nguyên nhân là do âm nhạc Âu Mỹ đang làm bá chủ nền giải trí thời đó, cũng vì thế mà có nhiều ảnh hưởng sâu rộng đến giới trẻ Hàn Quốc. Hướng đi này được cho là dễ tiếp cận với giới trẻ trong nước và thế giới hơn so với dòng nhạc trot truyền thống mang tính kén người nghe của Hàn Quốc. Phong cách trình diễn ban đầu mang đậm hình ảnh Âu Mỹ, những nhóm nhạc thời đầu như là HOT, SAS, Jinhwa mang đến phong cách trình diễn rất gần gũi với âm nhạc Âu Mỹ đương thời. Theo thời gian, các nhóm nhạc K-pop phát triển và thay đổi theo thị hiếu người xem, tạo ra những đặc trưng nhất định. Họ tập trung vào hình ảnh và vũ đạo, các nhóm nhạc đều xinh đẹp, mặc trang phục lấp lánh, trang điểm hợp thời, đầu tư bối cảnh sân khấu hoành tráng, hào nhoáng, vũ đạo chỉn chu và bắt mắt. Nhưng nền âm nhạc Hàn Quốc không bao giờ chỉ đơn giản là kiếm tiền từ âm nhạc, họ còn là cả một hệ thống,
Không chỉ kiếm tiền từ bài hát, đĩa đơn hay trình diễn, họ bán cả những văn hóa phẩm của người nổi tiếng, xây dựng văn hóa fandom một cách thông minh để củng cố vững chắc nguồn tiền được thu về. Càng ngày, các công ty thu âm và giải trí càng mọc lên như nấm, xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, đẹp đẽ. Một lý do lớn trong đó là chính sách khuyến khích phát triển nền giải trí của chính phủ và hỗ trợ các công ty giải trí mới. Bắt đầu từ câu chuyện chị em nhà Kim thành công vang dội, nền âm nhạc Hàn Quốc từ tay trắng với một ước mơ cao đã có những bước khởi đầu thuận lợi. Những ca sĩ và nhóm nhạc đầu tiên đem lại thành công khá lớn cho K-pop khi đã có những nhóm nhạc vươn ra khắp châu Á. HOT là một nhóm nhạc thành lập vào năm 1996, là nghệ sĩ đầu tiên có fan club chính thức vượt con số 150.000 thành viên, không chính thức là 250.000 thành viên. Fan club được lập tại Trung Quốc có hơn 8 triệu thành viên, bán ra hơn 6 triệu bản album cùng với nguồn thu khổng lồ từ các chương trình âm nhạc. Sau sự thành công của các nghệ sĩ K-pop đời đầu, đặc biệt là HOT, các nhóm nhạc liên tục được ra mắt cho công chúng và liên tục nhận được sự đón nhận của khán giả toàn thế giới. Nổi bật nhất là sự thành công của nhóm nhạc huyền thoại TVXQ ra đời vào năm 2003. Đây là nhóm nhạc được ghi danh vào kỷ lục Guinness năm 2008, là nghệ sĩ có fan club lớn nhất thế giới, được ghi nhận là 800.000 fan vào thời kỳ đỉnh cao và tiếp tục tăng lên sau đó. TVXQ được ghi nhận là nhóm nhạc đầu tiên được tổ chức concert tại sân vận động lớn nhất Nhật Bản, Nissan Stadium, với sức chứa lên tới 72.300 người. Tính đến năm 2018, TVXQ là nhóm nhạc có thu nhập cao nhất Hàn Quốc với tổng doanh thu là 1.264.851.202 đô, trong đó 808.125.075 đô là lợi nhuận. Năm 2009, nhóm nhạc nữ 5 thành viên Wonder Girls thâm nhập thị trường Mỹ và trở thành idol Hàn Quốc đầu tiên phá vỡ bảng xếp hạng Hot 100 của Billboard với Nobody. Ở những năm 2010, K-pop chiếm sóng toàn châu Á. Với các tour diễn trải dài từ Thái Lan sang Trung Quốc, các nhóm nhạc thành công xuất hiện tại những sân vận động lớn ở Thái Lan có thể kể đến là BTS, GOT7. Bên cạnh đó, Kara hay SNSD lại là cái tên huyền thoại ở Nhật Bản. Theo một khảo sát của trang Our Star, vào năm 2019, IU là nghệ sĩ K-pop được yêu thích nhất tại Trung Quốc, theo sau là Blackpink và Tiara. K-pop được cho là có một bước tiến mạnh mẽ vào năm 2012 khi Gangnam Style được Psy cho ra mắt trước công chúng, đã bắn lên một trang vào ăn mừng sự thành công vang dội của K-pop. Đây là một bài hát được đánh giá cao về tính hàn lâm nhưng cũng mang đậm chất giải trí với nội dung phản ánh văn hóa và chính trị Hàn Quốc dưới những giai điệu bắt tai và ngôn từ dễ nhớ. Phải nói là bài hát này đã khiến cho cả thế giới điên đảo, dù là Mỹ hay bất kỳ nước thế giới thứ ba nào cũng quen thuộc với giai điệu này. Theo phân tích của HSBC, trong nửa cuối năm, khi thương mại toàn cầu đột ngột đi xuống, thì điệu nhảy vui nhộn trong Gangnam Style đã khiến cho ngành du lịch Hàn Quốc khởi sắc. Cụ thể là trong 11 tháng đầu năm 2012, doanh thu ngành này đạt kỷ lục 13,1 tỷ đô với hơn 10 triệu lượt khách. Theo Tổ chức Du lịch Thế giới WTTC, nguyên nhân chính của sự tăng trưởng này được cho là do hiệu ứng Gangnam Style. Những năm sau cú hit Gangnam Style, K-pop bành trướng nhanh đến mức nó được đánh giá là đủ sức vượt mặt nền âm nhạc Nhật Bản đã phát triển mạnh từ rất sớm. Tính đến cuối năm 2020, ngành công nghiệp thần tượng tại Nhật Bản ước tính đem lại 3,7 tỷ đô. Trong khi, theo The Guardian, doanh thu của K-pop đã lên đến 5 tỷ đô. Sau Gangnam Style, K-pop dường như là dễ dàng tiếp cận với thị trường châu Âu và châu Mỹ hơn. Đặc biệt, có các nhóm nhạc đã thành công chinh phục thị trường thế giới như BTS với tour diễn The Wings Tour khắp châu Á, châu Mỹ, châu Đại Dương, rồi Red Velvet với tour diễn Red Man Tour khắp châu Á và châu Mỹ. Những thành công này vừa là do sức hút không thể chối từ của các nhóm nhạc, song cũng có công lao lớn của kẻ mở đường Gangnam Style. Nếu không có hit lớn là Gangnam Style thì có lẽ là không có BTS và cũng có thể là cũng chẳng có Blackpink. Giáo sư nghiên cứu truyền thông âm nhạc đại chúng Gio Takli nhận định. Từ năm 2020 trở đi, đã có rất nhiều nhóm nhạc K-pop diễn ở những sân khấu lớn như là Tokyo Dome, Coachella, có rất nhiều nhóm nhạc xuất hiện trên các kênh truyền hình lớn của Mỹ.
Cột mốc này cho thấy nền âm nhạc Hàn Quốc đã thực sự thành công trong việc di cư sang môi trường lý tưởng này. Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 năm 2024, doanh thu của công ty HYBE là 264 triệu đô, công ty SM là 220 triệu đô, công ty JYP là 99,9 triệu đô và công ty YG là 63,9 triệu đô. Trong đó, nhóm nhạc Seventeen thuộc công ty HYBE là nhóm nhạc K-pop có doanh thu tour diễn toàn cầu lớn nhất năm 2024 với 67,5 triệu đô. Bên cạnh đó, nhóm nhạc Twice thuộc công ty JYP lại là nghệ sĩ nữ châu Á duy nhất lọt vào bảng xếp hạng doanh thu nghệ sĩ thế giới với con số được nêu ra là 24,2 triệu đô. Có thể nói rằng cho tới thời điểm hiện tại, K-pop đã thành công lấn sân sang mọi thị trường mà nó hướng tới, đem lại doanh thu khổng lồ cho các công ty chủ quản. Bên cạnh âm nhạc, phim ảnh Hàn Quốc cũng là một lĩnh vực vô cùng thành công khi họ tiếp cận người xem bằng các chủ đề hướng tới giới trẻ như việc vật lộn với cuộc sống, chủ đề gia đình, mối tình đẹp như mơ. Hàn Quốc từ sớm không mạnh về khoa học công nghệ, vậy nên họ chọn không tập trung sản xuất những hình ảnh cần nhiều kỹ xảo mà chú trọng vào kịch bản để tiếp cận lồng ghép vào đó nhiều chi tiết gây ấn tượng mạnh. Trong quá trình tiếp cận, phim Hàn tẩy não người xem với những hình ảnh long lanh như vẻ đẹp về đêm của tháp Namsan, rồi điều ước lãng mạn dưới tuyết đầu mùa hay là hình ảnh đảo Jeju yên bình xuất hiện trong mọi bộ phim mà bạn có thể gặp. Hàn Quốc đã thực sự thành công khi cho đến suốt những năm 2015, đảo Jeju là một trong những địa điểm du lịch hot nhất Hàn Quốc. Phim ảnh Hàn càng ngày càng củng cố chỗ đứng vững vàng trên đấu trường quốc tế. Bằng chứng là vào năm 2020, phim điện ảnh Ký sinh trùng Parasite trở thành tác phẩm đầu tiên của Hàn Quốc giành được 4 giải thưởng lớn nhất tại lễ trao giải Oscar, như một bước nhảy lớn đưa nền điện ảnh nước này lên một vị trí mới. Nền ẩm thực Hàn Quốc và văn hóa Hàn Quốc thì cũng được quảng bá cặn kẽ trong các show truyền hình như là kimchi, canh rong biển, kimbap, v.v. Đây là những thứ luôn có trong các show giải trí Hàn. Hàn Quốc luôn tự hào về nền ẩm thực đồ sộ với thật nhiều câu chuyện hay ho phía sau, vậy nên họ không ngừng quảng bá trong mọi cơ hội có được. Ngoài ra, trong quá trình phổ biến Hallyu, chính phủ Hàn cũng tích cực quảng bá bảng chữ cái Hangul bằng cách đưa nó vào các chương trình truyền hình thực tế, tổ chức các cuộc thi tiếng Hàn với quy mô lớn nhỏ, khuyến khích người nước ngoài học và trải nghiệm ngôn ngữ Hàn với chi phí bằng không. Thành công hiện tại. Idol K-pop giờ là vua của mọi nghề, diễn viên Hàn Quốc là mẫu người lý tưởng cho mọi cô gái mới lớn, và ẩm thực Hàn Quốc là thứ đã gắn bó với người trẻ Việt trong rất nhiều buổi gặp gỡ. Hallyu giờ đã thực hiện được mọi mục đích mà Hàn Quốc mong muốn. Hàn Quốc hiện tại là một trong những quốc gia luôn dẫn đầu trend, tạo trend kể cả về âm nhạc, nghệ thuật hay ẩm thực, mỹ phẩm, du lịch, thẩm mỹ, đem về nguồn thu khổng lồ cho quốc gia và làm giàu cho các doanh nghiệp lớn nhỏ. Hallyu cũng thành công trở thành công cụ để ngoại giao, để Hàn Quốc bước ra thế giới. Tổng thống Hàn Quốc từng nói, các bạn không biết tôi, nhưng các bạn chắc chắn biết BTS, Blackpink. Ngoài ra, sự kiện BTS phát biểu tại Liên Hợp Quốc, Red Velvet diễn trước Triều Tiên cũng đem lại nhiều hiệu ứng tốt cho quốc gia này. So với năm 2004, làn sóng K-pop chỉ đóng góp khoảng 1,87 tỷ đô, tức là 0,2% GDP của Hàn Quốc. Thì tới năm 2021, K-pop giúp cho Hàn Quốc chiếm được khoảng 12,45 tỷ đô. Trong năm 2023, Hàn Quốc đã bán được 116 triệu bản album vật lý. Doanh số bán vé thị trường biểu diễn trong nước đạt 375,44 triệu đô. Trang Korea Times cũng cho biết, ngành công nghiệp K-pop được các chuyên gia ước tính tạo ra khoảng 10 tỷ đô cho Hàn Quốc mỗi năm. Theo cơ quan du lịch Hàn Quốc KTO, lượng khách du lịch nước ngoài tới thăm Hàn Quốc trong năm 2019 đạt 17,25 triệu người và ước tính doanh thu đạt 21,56 tỷ đô. Theo Tổ chức Du lịch Hàn Quốc, số lượng khách du lịch nước ngoài đến thăm Hàn Quốc năm 2023 là 11,03 triệu người, tăng 245% so với thời kỳ Covid. Bên cạnh đó, khảo sát của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc vào năm 2019 thăm dò trên 112,6 nghìn khách du lịch cho thấy yếu tố lớn nhất thúc đẩy khách du lịch tới Hàn Quốc là K-pop. Đây là minh chứng cho tác động mạnh mẽ và sự thành công vượt bậc của nền công nghiệp giải trí nước này.
không ai có thể phủ nhận sức ảnh hưởng của nền công nghiệp giải trí Hàn Quốc. Hàn Quốc đã và đang thành công xuất khẩu văn hóa sang rất nhiều quốc gia, kể cả những quốc gia không phải hướng đến của họ, như là Triều Tiên. Thì việc người ta phải mạo hiểm buôn lậu album nhạc K-pop ở chợ đen với giá trên trời cũng là hình ảnh chẳng ai xa lạ. Bởi vậy, dù là nguồn thu kinh tế, xây dựng hình ảnh hay củng cố quyền lực mềm, thì nền giải trí đều có thể đem lại cho Hàn Quốc đầy đủ. Nhìn tổng quan, việc đầu tư cho giải trí và xuất khẩu văn hóa của Hàn Quốc là một hướng đi táo bạo trong lịch sử thế giới. Đây là quốc gia duy nhất dám đầu tư cho lĩnh vực này khi chẳng có gì trong tay. Và cũng là quốc gia duy nhất chứng minh được cho thế giới thấy mọi lời công kích về họ đều là sai lầm. Hiện nay, nhiều quốc gia như Thái Lan cũng đang hướng đến phát triển nền công nghiệp giải trí và xuất khẩu văn hóa. Việt Nam cũng đang quan tâm và tham khảo rất nhiều từ các chương trình của Hàn Quốc. Có thể nói Hàn Quốc là một case study khổng lồ để các quốc gia khác tham khảo. Dù vậy, chưa một quốc gia nào có thể chứng minh họ có thể đánh bại được Hallyu trong hiện tại và tương lai.